Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Tôi đã có một vài video nói về những thông tin tiếp theo của chapter 1055. Thế nhưng với sức hot của chapter này thì nó vẫn còn chưa đủ. Vậy cho nên đêm qua, một số thông tin gửi về chapter này cũng đã được công bố. Và nó đến từ người cung cấp thông tin Redon và One Piece Spoiler, những người cung cấp thông tin spoiler uy tín nhất ở thời điểm hiện tại. Cùng với đó là một vài thông tin được mình tổng hợp lại đến các chỉ đạo One Piece trong và ngoài nước. Và theo những đánh giá thì chapter này được đánh giá 9 trên 10 điểm. Còn cụ thể như thế nào thì không để các bạn ở chờ tâm nữa. Hãy cùng mình đến với những thông tin gợi ý vô cùng thú vị của chapter 1055 này nhé. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính, anh em cho mình một like, một đăng ký kênh, cùng với đó là bấm vào chuông để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đầu tiên, mình xin nói rằng đây không phải là một thông tin chính thức, mà đây là một vài gợi ý đến từ nhà cung cấp thông tin vô cùng uy tín Redon được mình tổng hợp lại. Để trước khi đến với những thông tin chính thức của Spoiler One Piece chapter 1055 sẽ được công bố vào tối nay hoặc sáng mai. Vậy cho nên anh em hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận của video này nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Theo những thông tin gợi ý và đầu đấy mới được xác nhận thì những thông tin liên quan đến Thác Vũ Hải sẽ không xuất hiện trong chapter tiếp theo 1055 này. Và đây sẽ là một chapter đáng quay với các đô đốc, đặc biệt là đô đốc màu xanh Aramaki. Còn đối với những người yêu thích các tứ hoàng thì đây sẽ là một chapter bùng nổ, xứng đáng 10 trên 10 điểm. Ngoài ra, tứ hoàng xanh tóc đỏ vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện ở chapter này. Và lần này, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng sức mạnh thật sự của tứ hoàng xanh tóc đỏ. Gợi ý đầu tiên đến từ nhà cung cấp thông tin Redon. Hình ảnh một nhân vật họ hình đang dần ẩn mình sau bụi cây xanh. Và đây được xem là một thông tin có liên quan đến đô đốc màu xanh Aramaki. Theo đó, dường như đô đốc màu xanh Aramaki đã gặp phải một vấn đề nào đó và đang tính đường bỏ chạy khỏi Wano. Và theo những thông tin gợi ý bổ sung thì dường như Momonosuke trong hình dạng rồng của mình đã tung ra một đòn tấn công khiến đô đốc màu xanh Aramaki nhớ lại những gì xảy ra trong quá khứ, khi vị đô đốc này đã từng có lần đối đầu với Kaido Bách Thú. Rất có thể là đòn tấn công nhiệt tức mà Kaido đã sử dụng để thổi bay lão đại Oden trong chapter 922. Và đây cũng là đòn tấn công mà cậu nhóc Momonosuke đã sử dụng để tấn công đô đốc màu xanh Aramaki ở chapter trước nhưng không thành công. Và nếu những thông tin này là đúng thì đây sẽ là một bước tiến vô cùng lớn về sức mạnh của rồng Momonosuke. Ngoài ra, theo những thông tin gợi ý bổ sung thì dường như đô đốc màu xanh Aramaki đã cong đuôi bỏ chạy sau những đòn tấn công đó của rồng Momonosuke. Nó được gợi ý qua hình ảnh một cậu nhóc mặc áo xanh đang bỏ chạy, cùng với đó là hình ảnh một chiếc thang cây đang chạy trốn khỏi Luffy trong phần Thiên La Bát. Áo xanh và thang cây, đây chắc chắn là hình tượng của đô đốc màu xanh Aramaki trong One Piece. Gợi ý tiếp theo, và đây là một gợi ý khiến tôi vô cùng thích thú, đó là hình ảnh tứ hoàng xanh tóc đỏ sử dụng Haki Bá Vương của mình. Nó đến từ nhà cung cấp thông tin One Piece Spoiler. Và tôi có rất nhiều thứ để nói về thông tin gợi ý này. Đầu tiên, có thông tin cho rằng tứ hoàng xanh tóc đỏ đã vào được bên trong đất nước Wano, cảm nhận được lượng Haki cực lớn xuất hiện gần mình, đô đốc màu xanh Aramaki đã vô cùng hoảng sợ và bỏ chạy khỏi Wano. Hoặc đây sẽ là một đoạn hồi tưởng của tứ hoàng xanh tóc đỏ về những lần đụng độ với Kaido Bách Thú trước đó. Rất có thể là đoạn hồi tưởng của 2 năm về trước, khi Kaido đang kéo quân đến tổng bộ Marineford để tham gia vào trận chiến thượng đỉnh, nhưng đã bị tứ hoàng xanh tóc đỏ ngăn chặn. Và tôi nghiêng về diễn biến xanh tóc đỏ hồi tưởng về Kaido hơn, bởi hiện tại tứ hoàng xanh tóc đỏ không có lý do gì để vào bên trong đất nước Wano. Và đối với tôi, thành thật mà nói thì những gì liên quan tới tứ hoàng xanh tóc đỏ luôn khiến tôi vô cùng thích thú, đặc biệt là sức mạnh của nhân vật này. Gợi ý cuối cùng là hình ảnh ở đảo người cá và sự xuất hiện của một phiến đá Bonyclick. Đây là phiến đá Bonyclick mà Nico Robin đã tìm thấy ở đảo người cá. Và nội dung là lời xin lỗi của Joy Boy vì đã không thực hiện được lời hứa với nàng tiên cá ở thời đại đó. Với việc đưa ra gợi ý này thì chắc chắn nó có liên quan đến Nico Robin, thành viên trong băng hải tặc Vũ Rơm. Và cho nên rất có thể chapter tiếp theo 1055 chúng ta sẽ quay trở lại với cuộc trò chuyện giữa Nico Robin và ông lão thợ rèn Tengku Yama Hitatsu, và cũng chính là cựu tướng quân Wano Kosuke Sukiyaki. Và xung quanh cuộc trò chuyện này là những gì liên quan đến Joy Boy và vũ khí của đại bộ Luton. Trên đây là một vài thông tin gợi ý không chính thức của Spoiler One Piece chapter 1055 đến từ người cung cấp thông tin Redon và One Piece Spoiler. Tôi hy vọng anh em sẽ thích video này. Đừng quên like, đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.